Tao mới chơi tiếp. Ngồi đây để anh quay. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bua rồi. Bình Liên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây có thể nói là kèo lần đầu tiên nổ dữ dằn của Phan Rang. 1-2 chuối và thọ. Thật sự kèo này Long Kỳ cũng không dám chấp nha các bạn, mà nổ dám chấp hay quá ghê. Nhưng mà nói kỹ lại, sân nổ có 6,5 m thôi nha các bạn. Sân nổ có 6,5 m nha, cái nào nói vui vẻ về vũ nha. Bỏ 2,5 m dưới, 6,5 m trên. Nổ là bạn của San Fran, tinh thần chiến đấu quá ghê. Tỷ số hiện tại giờ mới có 6-1 thôi. Đây là sân chuồng bò. Hẻm 1, 4, 1, 2, 6, 4. Sạc 57, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 7-1. Tỷ số tại giờ là 7-1. Bóng ngoài 2-7. Nổ có 6,5 m thôi nha các bạn. Thọ và chuối. Bên kia bao nhiêu mét sĩ? 12 hả? Bên kia thọ và chuối 12 nha các bạn. 2-7. Các bạn cũng biết đây, nổ là một trong những chiến binh cũng không biết sợ đâu. Ly đòn rất ghê. Có thể chuối và thọ là một trong những cái cây hàng đầu của miền Nam chúng ta. Hiện bây giờ những cái cây như là Trầm Dên, Thọ Bến Tre, Chuối, Xỉnh, Trầm Dên, Sang Phan Rang, Quy Bo, Cường Kem. Ngày xưa là Cường Kỳ lấy thông tin, bây giờ là Cường Kem. Các bạn cũng biết cái tên đó. Cái tên nó lên tất cả rồi. Một khách banh có thể nói là quá dễ dàng giữa thọ và chuối. 9-2. Có vẻ như nổ đang buông súng rồi. 9-2. Một pha quá hay. 3-9. Nổ ơi, cố gắng lên. Nhà mình còn có một mình thôi. Nội ngoại bên mình á. 3-9. Hiện tại bây giờ Phan Rang có những cái tên rất đẳng cấp như là Tí Tận. Hiện tại bây giờ của Phan Rang cũng đang tại sân bãi này. Tí Tận. Sang Phan Rang và nổ cũng là quê hương đồng hương của Tí Tận. Tỷ số tại giờ là 12. Dò gà cho chuối. Một pha bẻ sườn của chuối. 11-2. Mười một hai. Còn đây là Hùng Già, một trong những huấn luyện viên của nổ. Tắt đài tắt điện luôn rồi. Cáp kèo và cáp kèo nha các bạn. Một pha quay của nổ. 3-7 ở 30. Xin lỗi các bạn. 30. Cái gì? 4-11. Hết biết đầu điểm luôn rồi. 4-11 nha các bạn. Tại vì nổ thua quá hết tinh thần chiến đấu điểm mà các bạn. Quay. Lại là một pha xoáy ép phê của nổ. 5-11. Phép màu nào cho nổ đây. Phép màu nào cho nổ. Một pha eo eo khó chịu của trời. Quá ghê cho chúi. Những quả ép phê quá ghê. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. 12 năm nổ buông tay đầu hàng rồi. Còn đây là huấn luyện viên Hùng, không thể làm gì hơn cho nổ. Huấn luyện viên Hùng già. Tiếp tục cái gì nào. Rồi. Lì quá vậy. Đúng là nổ, một trong những lì đòn quá ghê. Trước đây có bộ đội vua lì đòn, hiện tại bây giờ sang ngang lại cho nổ rồi. Nổ quá lì đòn. Tỷ số 12 năm, bây giờ tiếp tục nữa rồi.
Hiện bây tại giờ mình đang vô hàng, bao vô hàng đã làm xin một dây dây với bạn. Hiện tại bây giờ Đại Lâm đang có bán Lipro chai nóng chai lạnh 135.000 một chai nha các bạn. Và một chai đau mỏi dây gáy thì cũng 145.000 một chai nha. Đây là chai trắng xanh là chai lạnh. Chai lạnh lúc chấn thương chơi đau này các bạn là so tốt nha. Còn chai này là chai nóng. Chai nóng trước khi chơi mình so bóp cho nóng lên để đi khởi động. Ok. Lipro. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều, luôn ủng hộ đồng hành cùng kênh Đại Lâm Motor. Kèo này tiếp tục đang vô hàng set 2. Nổ 6,5 m, bên kia chuối và thọ 12 m. Chuối và thọ chấp một điểm nha các bạn. Bóng ngoài 2-0 nghiêng về cho nổ. Nổ đang vô hàng. Tỷ số tại giờ là 2-0, đang nghiêng về cho nổ. Sau khi set đầu tiên nổ thua với tỷ số 12-5. Còn đây là set thứ hai, bên thọ và chuối chấp một điểm nha các bạn. Không thể dễ dàng với nổ được đâu. Lại là thọ Bến Tre, một pha không qua lưới và một pha ra ngoài. 3-0. Tỷ số tại giờ là 3-0, đang nghiêng về cho nổ Phan Rang, người đồng đội, người đồng hương của San Fran. À, Tí Tửng. Lại là thọ Bến Tre. Có thể nói anh em vừa vô hàng bên hai quá nhiều. 4-0. 4-0. Nghiêng về cho nổ. Đừng hỏi tiếp tục qua, đừng hỏi vụ kia đó. Tỷ số tại giờ là 4-0, đang nghiêng về cho nổ. Ba quả thọ Bến Tre đã tự sát rồi. Quả hay. Một pha phòng thủ tốt của nọ thọ. Do gà cho nổ. Quả hay cho nổ. Quả thọ cũng quá hay. Pha bóng này quá hay các bạn. Nổ làm gì đây? Quá tuyệt vời. Lại là chui. Quá hay. Đẳng cấp của nổ đã lên tiếng rồi. 5-0. Thật sự quá tuyệt vời cho hai pha bóng vừa rồi của nổ. Quá hay các bạn ơi. Tỷ số tại giờ 5-0. Cái gần hán là nguy hiểm nhất, đừng có đùa. Lại là chuối. Sau khi vô hàng, chuối và thọ tự sát liên tục và liên tục. Hàng sau hiểu rồi đó. Hàng sau bật trên, đi đi. 6-0. Quá hay. 7-0. Không thể tin được nổ. Trời. Gì kỳ vậy? Bây giờ là đổi chiến thuật rồi. Thọ Bến Tre lên, chuối dưới rồi. Các bạn hãy chờ xem như thế nào đây. 7-0. Không thể tin nổi điều gì đang xảy ra với thọ Bến Tre. Dạ. Lại là thầy giáo thọ Bến Tre. 8-0. Set bên này có khi nào 13-0 không, 12-0 không? Nếu 12-0 là Guinness, kỷ lục Guinness của bóng chìm hôi. Quá hay. Nổi làm đây quá hay. Do gà cho đâu. Đáng tiếc cho bóng vừa rồi. Thật sự một pha banh quá hay cho nổ. Đẳng cấp thật sự pha banh vừa rồi. 1-8. Trời chứ bánh nó qua đáng rồi chứ la gì nữa. Ông chú nói thiệt, con mua chai này đi, tối con về con xịt cái này cho nó nóng không? Nó nóng tí, nó nóng con trà lên. Chai này chai lạnh lại xịt lúc đau nè, nó sẽ bớt đau, nó giảm tan máu bầm này kiếm không? Còn lấy muối nóng thì nó tan bằng ác nữa, hàng ngày là con 135.000 đó. Lại là chuối.
trinh một. Cái chai này chú xịt rồi, con chai mới trong kìa, chai này chú thử anh đây coi, con chú xịt cho con. Trinh một. Cái đau cho mày nào đâu? Trinh một. Chúng chạy thôi, chạy vô, mạnh vô. 11. Không thể tin nổi, đẳng cấp hàng đầu của chú và thợ Bến Tre, nổ đã dễ dàng hạ gục như thế. 11. Thật sự không thể hiểu nổi các bạn. Quá hay. Do gà làm gì? Quá hay. Chưa chết đâu. Chết thiệt rồi. 20. Xin chúc mừng Tân Đen đã cho Đại Lâm vào bờ an toàn. Ok. Đâu quay chứ đâu. 20. Không hiểu điều gì đang xảy ra cho trận đấu này các bạn à. Thật sự tinh thần của nổ quá lên cao. Và thọ Bến Tre và chuối tự sát quá nhiều. 20. Xét banh này thọ và chuối chấp một điểm. 20. Lại là nổ tự sát. 30. Hùng già đâu rồi? Hùng già không canh lên luôn hả? 30. Quá hay. Những cú sở trường của chuối áp phê rất ghê. 40. Tỷ số tại giờ là 40. Xin nhắc lại các bạn biết nha, nổ 6,5 m, thọ Bến Tre và chuối 12 m, thọ Bến Tre và chuối chấp 1 điểm. Thì tại bây giờ là 14, nghiêng về cho nổ Phan Rang. Quá hay. Và thọ Bến Tre cũng đã quá hay. Đáng tiếc vừa rồi một pha của nổ, một pha giò gà cho nổ mà nổ không tận dụng được pha bóng gì đây. Hay rồi. 50. 50. Đây các bạn xem nha, cái liêm của nổ nha. Cái liêm của nổ đây là cái liêm ngoài và cái liêm trong. Nổ chỉ có 6,5 m thôi nha các bạn. Cuộc chiến tiếp tục. 50. Xét banh này có thể nói là thầy giáo thọ và chuối tự sát quá nhiều. 2. Giò gà làm gì đây? Đáng tiếc cho nổ vào bóng gì rồi. Một pha gài quá hay của nổ. Quá hay. Đẳng cấp của chuối nhiều pha bóng như thế. Những cú áp phê của chuối rất khó chịu. 60. 60 rồi. 60. Tới công chuyện một bên rồi nổ ơi. Mười hai, thì tại bây giờ là 60 vậy các bạn, không thể đùa được với chuối và thọ. Yo.
Hiện tại bây giờ hai bên đang chơi chiến thuật với nhau rồi. Chiến thuật chờ đợi cơ hội. Quả đang chết cho thầy giáo thọ vừa rồi. Tân đèn canh liềm bông hoài và thầy giáo thọ lại tự sát tại Đam Lạc. 11 sao tân đèn là người canh liềm cho thọ và cuối cùng thọ đã tự sát. 11 sao lợi thế đang nghiêng về cho nổ rõ rệt rồi. Sách bài này là đang vô hàng cũng rất nhiều nha các bạn. Đang vô hàng rất nhiều. Nổ quá tự tin. Sau khi sách đầu tiên nổ đã buông xuôi. Còn đây là sách quyết định. Nổ sẽ là người ơi, quyết định trận đấu của mình. Quá hay. Đẳng cấp của nổ thật sự đã lên tiếng đúng lúc. 12 sao. Đánh 13 tới các bạn ơi. 12 sao. Chấp 1 điểm đánh 13. Thật sự một pha bóng quá đẳng cấp cho nổ vừa rồi. Không thể đùa với nổ được. 26. Làm gì đây? Quá hay cho đâu. Ở lại một pha mát rồi của nổ rồi. 72. 72. Canh liêm cho nổ là Hùng Già một bên và Hải Bánh một bên. Đây là Hải Bánh bồ rác của Thủ Đức. Tỷ số tại giờ là 7-12. Giò gà cho chối. Nổ quá lẹ. Giò gà. Lại là một pha của chối đầy quen thuộc của chối. Những pha đầy quen thuộc của chối vừa rồi. 8-12. 8-12. Tám mười hai. Nổ đang chờ cơ hội kết liễu. Quá đáng tiếc cho nổ.
quá đáng tiếc cho đậu. Một pha giật tay lại cái cây của đậu và bóng đã chạm vào tay đậu. 9-12, 9-12, tới công chuyện rồi. Tới công chuyện cái một ba rồi các bạn. 9-2. Kèo trên đang ra bạc rồi, ăn ba rồi, dặn bạc hả mày? Cảnh ơi. Do gà. Mà bạn nó xong quánh đường y luôn rồi, đang nổ không quánh đường y mấy đường nó luôn hả? Bạn nó quánh đường y ngon đó, đường y quá ngon mà nó không dám lên. Đó, anh trai ngồi coi không mà bạn nó xui đường y luôn nha. Mười mười hai, mười mười hai tới công chuyện rồi. Mười mười hai tới công chuyện rồi các bạn ơi, tới công chuyện rồi. Tỷ số hiện tại giờ là 10-12. Chưa biết điều gì đang xảy ra đâu, còn 13 điểm tới nha. Quá hay chưa nấu. Các bạn hãy chờ xem đẳng cấp của chuối và thọ như thế nào đây. Không có qua chém đi nãy giờ nguy hiểm ghê, em không đánh được rồi mà mình đi ghi đó nó đánh bẻ qua bên a không, nó đường y nó không dám đánh nữa chứ. Lại là nổ kỳ bóng ra ngoài. 11-12 tới một bên rồi, tới một bên rồi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 11-12. Đập mui đập bi tới công chuyện rồi. Một trận đấu quá điên rồ. Trời quá hay cho thợ. Thật sự một pha quá hay cho thợ vậy rồi. Chém chết đi kìa. Quấn lỡ lỡ vô đó nguy hiểm. Một pha thọ quá hay. Lại là chui quá hay. 12 đều, 12 đều. Các bạn thấy như nào? Trận đấu quá điên rồ, thật sự nổ gắt. 12 năm 12 sao. Hiện tại bây giờ là 12 đều rồi. Một trái quyết định nổ xe xa bờ hay là thỏ bánh xe và chui. Các bạn hãy chờ xem nha. Trận đấu quá. Mười hai đều. Thọ cứu cho anh quá hay thật sự. 12 đều. Đang mạch, đang mạch đấm bây giờ. Sao đang mạch hoài vậy bạn già? Thọ nó cũng cho bành nó quá hay luôn. Cái bành thấy chết rồi chứ. Trời ơi, nó trời nóng luôn. Trời dám đánh là nãy giờ con đánh giờ này đánh mấy cái chỗ đó. Nó dở một cái nó đưa ngay cái sở trường con chuối không. Mời nãy giờ 12 đều. Đó, lại là thọ. Quá hay cho thọ. Một pha bóng thọ đã chủ động. Lại là thọ Bến Tre. Lại là thọ Bến Tre. Lại là ra ngoài. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi một trách banh. Thật sự không thể tin nổi. Một trách banh quá điên rồ. Một trách bóng quá điên rồ. Tại sao 12
12 năm và Thọ Bến Tre và Chuối đã vào bờ. Thật sự không thể tin nổi. Một trận đấu quá điên rồ, xin chia buồn cùng nó. Thật sự không nói được nên là điều gì hơn nữa rồi. Thọ và Chuối quá tuyệt vời cho sân bóng này. Không thể tin nổi các bạn ơi. Không thể tin nổi luôn. Các bạn thấy các anh em hàng xóm nằm bên Thọ mừng như thế nào các bạn biết rồi đây. Quá hay. Một trận đấu quá hay.